Em xin kính chào quý cô chú bác cùng toàn thể anh chị em và các bạn. Hôm nay em giới thiệu một cái combo đàn và phơ rất là rẻ cho chúng ta tập luyện cũng như là đi những show nhỏ nhỏ thôi ha. Đầu tiên là guitar. Guitar là một cây photogenic màu xanh dương và hình rất đẹp. Rồi. Em đã vệ sinh sạch sẽ, phím đánh bóng, thay dây, vân vân. Rất là ok nha mọi người. Tiếp theo là phơ bàn Zoom G2.1 NU. Đây là đời trước của con Zoom G3X màu xanh lá cây đó ha. Thì nói chung là về phơ bàn thì nó cũng thừa hưởng những cái tính năng tương tự nhau. Đó, thì cái con G2 này nó cũng tương tự như con G3 thôi, bình mới rượu cũ ha. Và đặc biệt là con này á, nó có thêm cổng USB để chúng ta có thể làm tiếng cũng như là thu âm cho chất lượng phòng thu không lẫn tạp âm bên ngoài ha. Đó. Và con này là sử dụng nguồn adapter 9V khi mua em có tặng kèm. Đó. Con này đã làm tiếng rồi. Bây giờ xin mời mọi người đến với phần test đàn cũng như là test phơ này ha. Thank you.
đã giới thiệu cái combo đàn và phơ rất là rẻ ha. Thì nếu như chúng ta mua riêng nha, thì đàn có giá bán là 1,8 triệu ha. Phơ cũng có giá bán là 1,8 triệu. Đó. Còn nếu mà mua chung thì em sẽ tính cả bộ này 3,4 triệu, tặng kèm đầy đủ phụ kiện bao da, dây rắc để cắm đàn và phơ, dây đeo đàn, phím gãy cần nhúng, vân vân. Đó, mong mọi người ủng hộ. Mọi chi tiết thì cứ liên hệ Zalo 0906 947 847. Em là Thịnh.